Các bạn nếu muốn có thật là nhiều con huy hoặc là nick VIP, hãy vào ngay shop toluki.com. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới vào trong đây ấy, các bạn sẽ nhận được con huy hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ở đây sau khi mà tạo tài khoản mới xong này, các bạn nhấn nhận con huy free. Wow, ở đây mình nhận được 314 con huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link ở shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với các sự kiện mới nhận quà rất là ngon luôn. Đặc biệt mình sẽ review tới cho tất cả bạn một sự kiện trung thu nhận quà skin 2S hữu hạn hoàn toàn miễn phí luôn. Ui, ngon cực kỳ luôn á. Chi tiết như thế nào các bạn cứ cùng mình xem hết trong video này nhá. Thì nói chung là dạo gần đây mình thấy là trong game cũng rất là ít sự kiện luôn, nên là cũng mình sẽ có một số mini game để dành tặng quà đấy cho các bạn đang đang nghỉ xem trên kênh của mình nhá. Ví dụ như là skin và cũng như là sổ sứ mệnh đó. Dạo gần đây thì mình cũng lên ít video nên là các bạn cũng muốn tham gia các mini game đúng không? Thì các bạn đừng quên là like và đăng ký kênh, bật chuông thật là mạnh lên, kèm theo comment tên nick của các bạn xuống phía bên dưới nhá. Thì mình sẽ lựa chọn những bạn mà đã làm đủ các bước này để chúng ta tặng các phần quà con huy mình còn rất là nhiều, nên là các bạn yên tâm nhá, 41.000 cơ. Rồi, và sau đây các bạn sẽ cùng mình ra đến với các sự kiện mới ở server chúng ta trước đã các bạn nhá. Thì đầu tiên vào ngày hôm nay các bạn sẽ có đăng nhập nhận quà này. Ở đây thì khi mà chúng ta đăng nhập, chúng ta sẽ nhận được 5 vé quay kho báu. Rồi, khá là ngon nhỉ, chúng ta nhận luôn nhá. Thì nếu mà các bạn làm full sự kiện thì chúng ta sẽ được tới 10 vé quay kho báu kia. Còn một sự kiện nữa nhá, đó chính là trung thu cùng liên quân. Ở đây thì các bạn sẽ nhận được một dương trung thu này, chọn một trang phục từ dương các bạn nhá. Các bạn nhớ là hoàn thành sự kiện này, không là nhiều bạn không để ý quên mất đấy, là chúng ta mất phần quà này luôn. Các bạn cứ hoàn thành xong các nhiệm vụ thôi, chúng ta tích điểm và được 100 điểm thì chúng ta sẽ nhận được một dương skin miễn phí này. Uầy, ngon nhỉ. Tiếp theo đó chính là chúng ta đổi quà huy hiệu nhá. Khi mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ nhận được các huy hiệu bánh trung thu ấy. Uầy, nói chung là sắp đến trung thu rồi, nhìn huy hiệu như thế này mình cũng khá là thèm bánh trung thu các bạn nhỉ. Và chúng ta sẽ dùng các huy hiệu để chúng ta đổi sang vé quay kho báu. Ở đây thì các bạn sẽ có thêm 5 vé quay kho báu nữa, kèm theo thì chúng ta có thể đổi tên này, dương hiệu ứng 30 ngày. Thì mình thấy là phần quà đổi này chỉ có vé quay kho báu là ngon nhất thôi, hoặc là thẻ đổi tên. Nhưng mà các bạn đổi 20 huy hiệu thì chúng ta mới được một thẻ đổi tên, hơi chát các bạn nhờ. Đó, kèm theo các bạn sẽ chơi liên quân để chúng ta chơi để chúng ta nhận tối đa 10 dương mỗi ngày này, nhận dương sau mỗi trận đấu nhá. Đó, vậy là sau mỗi trận đấu thì chúng ta nhận được dương quà trung thu nữa. Đó, đây là những sự kiện mới bên server chúng ta. Và mình thấy là có một sự kiện trung thu ở bên server Đài Loan ấy, nhận quà rất là ngon, skin 2S hữu hạn hoàn toàn miễn phí luôn. Thì sau đây các bạn sẽ cùng mình chúng ta qua bên server Đài Loan chúng ta khám phá thử các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ cùng mình chúng ta qua luôn. Tiếp theo thì mình đang có mặt tại server Đài Loan rồi, chúng ta truy cập vào trong sự kiện luôn. Đây là giao diện sự kiện bên đây các bạn nhá, quà rất là nhiều. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có tổng cả là 3 sự kiện này. Thì ở đây từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 sẽ có một sự kiện nhận khung viền về lễ hội trung thu. Mình nghĩ là sắp tới thì bên server chúng ta cũng sẽ cập nhật sự kiện trung thu giống như thế này thôi. Đó, phần quà cũng kiểu như thế này. Mình thấy khung viền khá là đẹp này. Ở trên thì cung trăng, ở dưới thì có một con thỏ này kèm theo bánh trung thu, khá là hay nhở. Kèm theo thì chúng ta có một sự kiện các bạn sẽ nhận được tướng này. Tiếp theo nhá, sự kiện này khá là hay, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Các bạn thấy là chúng ta có các skin, ví dụ như là Quy Len nghịch thiên long đế, Nacro lôi quang sứ, Murat chí tôn thần kiếm. Đó, rất là nhiều bạn nghĩ là ui, sự kiện này chắc là mất con huy mới nhận được skin rồi đúng không? Nhưng mà không, sự kiện này hoàn toàn miễn phí luôn bạn nhá. Thì bên này sẽ mở phát skin, đó chính là những skin này hoàn toàn miễn phí từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 các bạn nhá. Các bạn sẽ được chơi hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, thì từ từ mình sẽ review qua cho tất cả bạn xem nhá. Ví dụ này, mình sẽ vào skin của vị tướng Murat nhỉ. Đây, mình vào cho tất cả bạn xem nhá. Chí tôn thần kiếm đúng không? Kéo sang này. Chúng ta sang skin chí tôn thần kiếm nhá. Đây, vậy là các bạn thấy là chúng ta đang được chơi thử skin này. Các bạn sẽ thấy skin này được sáng lên này. Đó, vậy là chúng ta đang được chơi skin này nhá. Đó, các bạn thấy là rất là ngon luôn đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn thử chế độ cho tất cả bạn xem này. Chúng ta chọn thử skin của Murat nhá.
Đây, bù ra đây rồi. Chọn vào skin này, các bạn thấy skin được sáng lên này. Nhưng mà mình chưa sở hữu đâu các bạn nhá. Đó, nếu mà sắp tới đến server chúng ta cùng mở như thế này thì mình thấy là rất là tuyệt vời luôn các bạn nhờ. Đây, mình sẽ vào trong game mình test thử cho bạn xem nhá. Tự nhiên lại có skin chơi giống như thật luôn, mà chơi lại được rất là lâu để chứ các bạn nhờ. Ôi, mình thấy rất là hay luôn á. Ok, nâng cấp nè. Rồi, cộng chiêu các kiểu này, bật gửi chiêu này. Đó, đây, đây là skin gọi là kiểu giống như là chúng ta được chơi hoàn toàn miễn phí luôn, được chơi khá là lâu các bạn nhá, được chơi tới tận 20 ngày liền, tầm khoảng 20 ngày đấy các bạn. Ui, thấy khá là ngon nhỉ. Đó, đây là một sự kiện mình thấy khá là hay bên server để Loan và các bạn có hóng chờ là sắp tới bên server chúng ta sự kiện trung thu cũng sẽ cho chơi free skin như thế này không nhỉ? Thì nhớ comment xuống phía dưới nhá. Bên này kèm theo là đang có một phần vẻ bùa. À, vẻ bùa được nhận skin nhưng mà chỉ là bậc hữu hạn thôi, của Timmy, Liliana, Pain này, Murat. Đó, các bạn sẽ dùng các huy hiệu để chúng ta vẻ bùa ra nhận quà. À, bên này thì cũng có sự kiện nào mà nhận skin mới của vị tướng XK nữa, mà trong video trước mình đã hướng dẫn đấy cho tất cả bạn rồi. À, và đây các bạn nhá, thì đây chính là danh sách mà các bạn sẽ được free skin, được chơi miễn phí. Thì từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 thì các bạn sẽ được chơi, đó chính là skin của Morat Chí Tôn và skin của vị tướng Crisy hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo vào ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 các bạn sẽ được trải nghiệm skin 3S Tolen Chí Tôn Thần Kiếm này. Wow, kèm theo Liliana nữa hoàn toàn miễn phí. Rồi các ngày tiếp theo này các bạn sẽ thấy lịch để chúng ta được chơi nhá. Wow, tuyệt vời không các bạn ơi, quá là tuyệt vời luôn. Mình thấy là mở cho chơi như thế này các bạn sẽ rất là thích, kiểu rất là thích thú luôn đúng không? Trời, bên này chơi căng nhở, cho các bạn chơi free rất là ngon luôn. Từ free skin 3S trải nghiệm từ ngày 29, thì để mình xem lịch thử các bạn nhé. Các bạn sẽ được trải nghiệm ngày 29, ngày 30, ngày mùng 1, sẽ được trải nghiệm trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày này xong thì các bạn lại được trải nghiệm các skin khác, thì mình thấy cũng ok, cũng được đúng không các bạn? Rồi, thì video của mình cũng đưa đến cho tất cả bạn như thế thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhé.